Vâng, xin chào mừng quý vị và các bạn trên mọi miền Tổ quốc đã truy cập vào kênh của âm thanh Như Hạnh. Vâng, quay trở lại với quý vị và các bạn trong clip test những sản phẩm của ngày hôm nay. Cửa hàng đang phối ghép theo yêu cầu của một vị khách hàng là một cặp loa Tannoy Sitelink T1 đúp với một chiếc âm ni Acouphony E303X với một chiếc đầu Denon 1650GN. Vâng, tại thời điểm này thì cặp loa có giá trên 60, một chiếc âm ni Acouphony E303X có giá là trên 30, xin lỗi trên 40 nhé. Và một chiếc đầu CD Denon 1650GN tại thời điểm này nó có khoảng giá là trên 10 triệu. Vâng, sau đây cửa hàng xin kính mời những vị khách hàng đang theo dõi kênh của âm thanh Như Hạnh cùng vào thẩm âm và đánh giá chất âm của bộ sản phẩm mà cửa hàng đang phối ghép. Thank you.
che đầu non, đã quên đi chưa hay còn mang nỗi sóng đau. Trôi qua là hết, có ai đam mê như là tôi đã yêu anh. Đi qua dòng sông, nụ hôn rơi sông trôi giống em lặng lẽ, mặc tình yêu hóa thân trong lòng. Dòng sông trôi giống em lặng lẽ, mặc tình yêu hóa thân trong Vâng, âm thanh Đức Hạnh xin tạm dừng clip tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các clip tiếp theo.